Các bạn biết không, mỗi năm có đến 15 triệu người chết vì ký sinh trùng. Hãy cẩn thận, ký sinh trùng, đây chính là nguồn gốc gây các bệnh lây nhiễm và ung thư. Có thể lớn đến gần 20cm và sinh ra 250 quả trứng trong mỗi lần sinh sản, ảnh hưởng đến gan, phổi, não và tim. Ký sinh trùng rất nguy hiểm, con người có thể bị chúng tấn công bất cứ lúc nào. Nhưng vẫn có những cách giúp bạn tiêu diệt và loại bỏ chúng nếu như lựa chọn đúng sản phẩm tốt nhất. Bạn đã thử nhiều sản phẩm diệt ký sinh trùng để điều trị nhưng đều không có kết quả. Bạn đang muốn tìm sản phẩm có thể hỗ trợ và điều trị nhanh chóng. Detox Herbal là giải pháp được nhiều người tìm kiếm. Vậy Detox Herbal có tốt không, mua ở đâu chính hãng, giá bao nhiêu? Hãy cùng Kiosk Sức Khỏe Việt tìm hiểu ngay trong video này nhé. Đầu tiên chúng ta cần biết những triệu chứng nhiễm ký sinh trùng: dị ứng, mẩn đỏ, chảy nước mắt, nước mũi, thường xuyên bị cảm lạnh, viêm amidan, ngạt mũi, người gầy yếu hay mệt mỏi, thường xuyên đau đầu, táo bón và tiêu chảy, đau cơ và khớp, lo lắng, mất ngủ và rối loạn cảm giác ngon miệng, bọng mắt và quầng thâm dưới mắt. Ký sinh trùng thâm nhập vào cơ thể như thế nào? Có thể thấy nguồn lây nhiễm của ký sinh trùng rất đa dạng, từ thức ăn, đồ uống hàng ngày, từ thú cưng, đồ vật công cộng. Detox Herbal là gì? Detox Herbal là liệu pháp tin cậy chống ký sinh trùng. Sản phẩm giúp loại bỏ hiệu quả các loại ký sinh trùng và giun ổ bụng trong cơ thể nhanh chóng, tẩy sạch ký sinh trùng nhanh chóng, an toàn và hiệu quả nhờ thành phần tannin. Sản phẩm giúp tăng cường sức khỏe và bảo vệ gan, tim, phổi, dạ dày và làn da khỏi ký sinh trùng, giúp nâng cao khả năng chống lại các triệu chứng phân hủy sinh học trong đường ruột và tiêu diệt chứng do ký sinh trùng gây ra. Thành phần của Detox Herbal: cây cỏ thì tiêu diệt ký sinh trùng trong mọi giai đoạn phát triển, tẩy ký sinh trùng ra khỏi cơ thể. Cây thùa chữa lành vết thương và tăng cường kháng viêm và hoạt động máu, giúp khôi phục các mô và cơ quan bị tổn thương. Đinh hương phục hồi các vi sinh có lợi trong đường ruột, tạo nên môi trường trong cơ thể giúp bảo vệ khỏi sự phát triển của ký sinh trùng. Detox Herbal có tác dụng ra sao? Nhà sản xuất sản phẩm này cho biết sản phẩm này có những công dụng như: tẩy sạch ký sinh trùng nhanh chóng và hiệu quả, hỗ trợ thanh nhiệt, giải độc và bảo vệ gan, hỗ trợ giảm tác hại của rượu bia hóa chất đối với gan. Vậy những ai nên sử dụng sản phẩm này? Sản phẩm nên dùng cho những người có chức năng gan kém như vàng da, sạm da, mụn nhọt, mệt mỏi, mẩn ngứa ngoài da, hoặc những người có dấu hiệu tổn thương gan như xơ gan, suy gan, men gan tăng cao, hoặc những người thường xuyên uống rượu bia, tiếp xúc hóa chất, và những người có những dấu hiệu nghi ngờ nhiễm ký sinh trùng. Bạn có thể khỏe mạnh nhờ có Detox Herbal và tăng cường hệ miễn dịch, vẻ đẹp tuyệt vời cho da, tóc và móng. Bạn trông trẻ trung hơn, không còn dị ứng nữa, tiêu hóa là hoạt động bình thường của đường ruột, ngủ ngon và làm việc tốt. Bạn có thể làm việc nhiều hơn mà không hề cảm thấy mệt mỏi. Ký sinh trùng sẽ biến mất khỏi cuộc đời bạn mãi mãi, mang theo toàn bộ các chứng bệnh. Tại sao Detox Herbal tốt hơn các sản phẩm khác? Một phương thức đã được chứng nhận, được các chuyên gia khuyên dùng tại nhà, con bạn sẽ khỏi các bệnh lây nhiễm. Sản phẩm chỉ chứa các thảo dược tự nhiên từ môi trường thiên nhiên. Sản phẩm không gây tác dụng phụ, không giống như các loại sản phẩm khác có thể gây ra chóng mặt, đau đầu, buồn nôn và cả các chứng liên quan đến chức năng hóa sinh ở gan. Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên và là một liệu pháp thải độc an toàn, có thể sử dụng mà không cần chỉ định của bác sĩ. Cách sử dụng: Detox Herbal, người lớn uống 1 đến 2 viên một lần, ngày mùng 2 lần. Detox Herbal giá bao nhiêu, bán ở đâu? Nhà sản xuất niêm yết giá bán cho một hộp sản phẩm là 790.000 đồng. Nếu bạn quan tâm tới sản phẩm này có thể truy cập website bán hàng bằng cách click nút bên dưới mô tả video này. Để lại tên và số điện thoại liên hệ, sẽ có nhân viên tư vấn gọi lại cho bạn. Sau khi tư vấn nếu thấy sản phẩm phù hợp thì xác nhận đặt hàng.